Nobi, cô đố em làm được bài toán này. Nếu em làm được, cô cho em 10 điểm. Em thưa cô không biết em là học sinh giỏi à? Mà cô đố em dễ thế. Cô biết chứ, em học hành chán như vậy mà dám tự nhận mình là học sinh giỏi sao? Em thưa cô, em học giỏi thật mà. Vậy em làm bài toán này cho xem nào. Dạ, em thưa cô, bài toán này ta lấy 5 cộng 5 bằng 10 ạ. Cô cho em 10 điểm. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ, hai em hãy chọn đáp án phù hợp với bài toán trên. Cô mời MC Suka chọn đáp án. Dạ, em thưa cô, bài toán này em chọn đáp án đúng là C ạ. Cô xin mời em Nobi chọn đáp án. Em thưa cô, bài toán này em chọn đáp án B là đúng ạ. Shizuka nè, đáp án cậu là sai rồi, đáp án B mới là đúng. Nobita, cậu nói đáp án tớ là sai á? Đáp án cậu mới là sai mà. Không, đáp án đúng là B. Đáp án tớ mới là đúng. Hai em cãi nhau gì vậy? Dạ em thưa cô, bọn em cãi nhau vì đáp án B mới là đúng ạ. Để cho công bằng, các bạn xem video này, hãy giúp Shizuka và Nobi xem đáp án ai mới là đúng nhé. Em Nobi và em Shizuka, hai em hãy chọn đáp án đúng với bài toán trên. Cô mời em Nobi chọn đáp án trước. Dạ, em thưa cô, em chọn đáp án C là 60 giây ạ. Đến lượt em Shizuka, xin mời em chọn đáp án. Em thưa cô, em chọn đáp án D là 1 phút ạ. Để cho công bằng với hai em, cô hỏi ý kiến các bạn fan Việt Nam xem, hai em, đáp án ai là đúng. Em thưa cô, được ạ. Em thưa cô, lỡ các bạn fan Việt Nam, thiên vị, không công bằng thì sao? Thì cô sẽ trả lại công bằng cho hai em. Các bạn fan Việt Nam, xem đáp án ai là đúng nhé. Em Nobi, em hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Dạ, em thưa cô, phép tính này sao có thể bằng một được chứ ạ? Ôi hô, bài toán này là bằng một mà. Toán dễ như vậy mà em không làm được ạ. Em là học sinh giỏi mà, phép tính này ta lấy 2 chia 2 bằng 1. Dễ hơn là ăn cơm kìa. Tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ, cô mời em Nobi trả lời. Dạ, thưa cô được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé, 1 nhân 0 cộng 1 bằng bao nhiêu? Em thưa cô, là bằng 2 ạ. Em Nobi, toán dễ như vậy mà em cũng trả lời sai hả? Cô cho em 0 điểm. Cô mời em Shizuka trả lời bài toán này. Em thưa cô, bài toán này là bằng 1 thôi ạ. Em trả lời đúng, cô cho em 10 điểm. Em Nobi, cô đố em làm được bài toán này. Dạ, em thưa cô được ạ. Mà cô ơi. Ôi, em có chuyện gì vậy? Em thưa cô, em có chuyện này muốn nói với cô ạ. Em có chuyện gì vậy? Thử nói cho cô nghe xem nào. Tào lao, đòi bậy là ăn gậy đó nhớ chưa? Em thưa cô, nếu em làm được bài toán này, thì cô dẫn em đi du lịch, đi tắm biển được không vậy? Được, nếu em làm được bài toán này, thì cô đồng ý đưa em đi tắm biển. Em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 2 cộng 2 nhân 0 chia 2 bằng 2 ạ. Em làm tốt lắm, em chuẩn bị đồ đi tắm biển nào. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ, hãy chọn đáp án đúng với bài toán trên. Cô mời em Nobi, chọn đáp án trước. Em thưa cô, bài toán này em chọn đáp án B ạ. Không điểm. Cô mời em Shizuka chọn đáp án. Dạ, em thưa cô, bài toán này em chọn đáp án C ạ. Cô cho em 10 điểm. Em Nobi, em hãy làm bài toán này cho cô. Em thưa cô, được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé, hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng bằng 15. Dạ, em thưa cô, phép tính này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 5 cộng 5 cộng 5 bằng 15 ạ. Em làm tốt lắm, nhưng em không có điểm nào. Sao lại vô lý như vậy hả cô? Ôi hô, vì cô cho toán quá dễ chứ sao nữa. Em Nobi, em hãy trả lời cho cô, phép tính này bằng bao nhiêu? Dạ, em thưa cô, phép tính dễ như vậy, mà cô kiểm tra em á. Vậy sao? Năng lực của em như thế nào? Cô biết hết chứ? Vậy em là học sinh giỏi cấp tỉnh, mà cô không biết sao? Được rồi, em trả lời phép tính này đi đã. Em thưa cô, phép tính này là bằng 1 ạ. Phép tính dễ như vậy, em cũng trả lời sai, không điểm. Em Nobi, em hãy trả lời cho cô, xem phép tính này bằng bao nhiêu? Em thưa cô, phép tính này là bằng 9 ạ. Em Nobi, phép tính dễ như vậy, mà cứ cũng trả lời sai hả, không điểm. Bạn nào trả lời được, thì comment vào dưới video nhé. Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ, cô mời em Nobi chọn đáp án. Dạ, em thưa cô, phép tính này em chọn đáp án B ạ. Em không điểm, về chỗ. Cô mời em Shizuka chọn đáp án. Em thưa cô, phép tính này em chọn đáp án đúng là C ạ. Em làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm. Em Nobi, cô đố em làm được bài toán này. Nếu em làm được, cô cho em 10 điểm. Dạ, em thưa cô, bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 8 mũ 2 trừ 2 bằng 62 ạ. Em giỏi lắm, cô cho em 10 điểm.